Chào các bạn, mình là Tiến trong kênh Biết Tiến nha. Thì mình đang đứng ở đây ở Bosachica Natural Reserve. Có nghĩa là sao các bạn, ở nước Mỹ á, khi mà người ta quy hoạch á, người ta luôn chừa ra những cái khu mà người ta bảo tồn cho những cái động vật ở đây để nó sinh sống á các bạn. Thì cái chỗ này là đặc biệt là cái khu bảo tồn cho chim hai các bạn ha. Thì cái này á, nó nằm ở kế bên bờ biển, để mình quay cho cả nhà xem nha. Nó rất là thú vị và chắc chắn rằng mình sẽ thấy những cái loài chim rất là hay. Rồi, xem cùng với mình. Đó, thì cả nhà mình thấy á, cái khu này nó nằm ở bên sát một cái con đường ven biển. Trước mặt mình là con đường ven biển, xe chạy vù vù á, cả nhà thấy không? Đó, và ngoài đó là biển thôi các bạn ha. Biển này là, cái khu này gọi là biển Huntington Beach nha các bạn ha. Bãi biển Huntington là biển Thái Bình Dương đó các bạn. Rồi, ok. Rồi, đây là cái khu mà bảo tồn cực kỳ rộng lớn luôn. Đó, các bạn thấy xa xa thì nhà, nhưng mà cái khu này bảo tồn nó rất là rộng lớn. Nó có nước, nó có những cái chỗ trống cho các loài chim ha các bạn ha. Đây. Đó, đây là khu bảo tồn nè các bạn. Đó, mình đang đứng ngay tại đây nè. Đó, thì bên trong á là một cái vịnh nước vô, còn ngoài đây là biển Thái Bình Dương nè các bạn. Thấy không? Ở trong đây tại khu bảo tồn cho động vật và chim cá này kia là không được câu cá, không được dẫn chó theo, không được chạy xe đạp ha các bạn ha. Tại chó có thể nó rượt bắt chim này kia, tại câu cá thì đâu được, khu bảo tồn mà. Rồi. Ở trong đây á, ở trong đây thì có cá, cua, chim này kia đó, cả nhà thấy không? Để mình coi coi. À, đây là cái dòng thức ăn nè. Những cái con sinh vật nhỏ này nó sẽ là thức ăn của con tôm, của con cua, hay là rong rêu, tôm cua. Rồi cua sẽ ăn cá. Không, cá sẽ ăn cua và chim sẽ ăn cá, ăn cua, cá ăn tôm ha các bạn ha. Có nghĩa con chim này là đứng cao nhất nha. Ở đây thì không có con người cho nên con chim là đứng cao nhất nha. À, cả nhà mình thấy chưa? Đó, ở đây nó có nè. Cái này giống như sầu huyết ở Việt Nam các bạn thấy không? Rồi con vẹm xanh, rồi hào nè. Cả nhà mình thấy không? Mình đi tiếp nha. Mình coi cái bảng này nó có cái gì cho cả nhà mình. Ba đồ over. Ok, cái này nó nói về cái lịch sử thôi các bạn. Thôi, mình đi nha. Ở đây nó có cây cầu rất là đẹp nè. Cả nhà mình thấy cái cầu đẹp kìa chưa? Rồi, đi qua cái cầu nha. Ta-da. Bên đây thì mình thấy mấy bé vịt nó đang nổi lên bờ, lên bờ ở giữa cái hồ, thấy không? Để mình coi ở dưới hồ này có cái gì không. Đó, ở đây là dưới hồ nè các bạn. Đó, nước cực kỳ trong luôn cả nhà ha. Và nó có vẹm xanh nè, có hào nè. Rồi nó có mấy cái hang tròn tròn nè. Đó, cả nhà thấy mấy hang tròn tròn, chắc chắn đó là hang của một cái con gì đó, khả năng cao là con cua ha các bạn ha. Nè, có con lắc lắc lên, mình quay cái đó sao. Ở bên đây thì nó có, à, để mình chờ cả nhà coi. Ở bên đây nó có rong rêu nè các bạn. À, rong rêu rất là nhiều. Bây giờ mình chưa thấy cá nha. Và mình thấy có những con sò còn các bạn. Đó, những con sò nhỏ quá. Đó, các bạn, mình thấy có những con nó vẫn còn sống các bạn. Nó to cả nhà ha. Cái này giống như là một cái khu rừng ngập mặn của mình vậy đó. Xa xa là mấy bé chim to to nè, để mình zoom vô. Nó đang đi, nó đi săn đó các bạn. Mấy bé chim đi. Con đó là con Detroit đó các bạn. Cái con đó cái mỏ nó nhỏ lắm nha. Mỗi lần nó mổ cái con mồi, con lươn, con cá của nó kia là nó không phải là đúng nghĩa là nó mổ luôn. Nó mổ xiên luôn, giống như là nó giết cái con mồi đó. Rồi sau đó nó mới nuốt, các bạn biết không? Chứ không phải là nó gấp nha, nó mổ xiên cái con đó. Cái mỏ nó rất là nhỏ và cứng. Đó.
ăn luôn những cái con chuột đồng này kia nữa các bạn. Bạn thấy chưa? Đang đi lại nha. Cái mỏ của nó đó các bạn như một cái giáo vậy đó, một cái xỉa vậy đó, đi xỉa cá. Okay. Rồi, để mình zoom nhỏ lại. À ok. Rồi, đi tiếp nào. Quay cho các bạn xem coi có cua cá gì không ở đây. Nước cực kỳ trong luôn, mình thích ghê đó bạn. Và mình thậm chí mình còn thấy những cái rặng san hô nữa cả nha. Đó, ở đây nè, có những cái rặng san hô nhỏ nhỏ nè. Các bạn thấy không? Nãy giờ mình chưa thấy cua. Rồi, đi qua cây cầu nè. Đây, có một bé chim này nó rất là tuyệt vời các bạn. Nó mới lặn rồi, để nó lên mình quay cho cả nhà coi. Nó mới lặn á, nó lặn xuống nó bắt mấy con cá mà nhỏ nhỏ như cá lòng tông, cá cơm nha các bạn. Ở ngoài cái cây cầu tàu á, mình thấy nó chui xuống, cái nó lên nó có con cá cỡ nửa ngón tay trái của mình các bạn. Nó bắt cá rất là hay nha. Chim mà nó lặn xuống mà nó bắt được cá là hay lắm á, tại cá là giống như là chùm dưới nước rồi mà còn nó còn lặn nó bắt được cá nữa. Đó. Nó mới lặn đầy cái nó lên ngay tuốt trên đó luôn rồi. Lặn nhanh ghê. Đây có mấy bé cò màu trắng ở đây rồi. Đó, ở trong đó nó có một bé cò trắng đó. À, đây rất là nhiều vỏ sò này kia, mấy con vẹn, thậm chí chim chép nữa các bạn. Khi mà vào mùa sinh sản các bạn, mình vô đây á mình có thể thấy được những cái tổ chim và có trứng của mấy bé nữa. Ở dưới đây nè các bạn, mình có thể lấy những cái tổ chim và trứng của mấy bé nữa. Đây là bé cò nè. Cho nên nó rất là tự nhiên, nó sinh sống. Mình đi tiếp nha. Nãy giờ mình vẫn chưa thấy con gì khác ngoài con chim. Cũng chắc cũng tại vì có con gì khác ngoài con chim là mấy con chim nó sơi hết trơn rồi. Mình mặc cái áo hai lớp và cái lớp bên trong là cái lớp chống lạnh. Mà bên trong lạnh quá trời. À ở đây mình thấy cá con này các bạn. Ở đây mình thấy có cá con. Nhưng mà nhìn lên màn hình có thể nó hơi nhỏ cho các bạn không thấy nổi đâu. Coi nha. Cua hay gì dưới đây không? Tụ mà mổ 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 đó. Ok.
giống mấy cánh đồng ở Việt Nam ghê á bạn. Đó, ở trong đó thì có combo nông nữa, bự màu trắng đấy các bạn. Combo nông thì nó có cái túi, cái bọc rất là lớn ở dưới cái miệng đó. Nè, chim các loại, chim bự cũng có, chim dừa cũng có, chim nhỏ cũng có, chim trắng, chim đen, chim đủ thứ màu đó. Mọi nhà thấy không? Đó, cũng là những cái này. Và một cái đặc điểm mà mình thấy những cái bé chim mà nó kiếm ăn ở những cái chỗ này nè, cái mỏ nó cực kỳ nhọn nha các bạn. Có thể cái đó là để dùm giúp nó săn mồi và nó môi mấy con mồi lên đó. Và nó chạy nhanh lắm kìa, các bạn thấy không? Chạy cực kỳ nhanh luôn. Rồi, đi tiếp nè, coi có cái gì. À, nesting area, cái chỗ này sẽ là cái chỗ mà để mình cho các bạn xem nha. Dưới đây coi thấy có gì không. Đây là cái chú chim, chim ở đây nghe thấy chưa, đây là cái hang mà mình làm cho nó nè. Đây là nesting area đó, các bạn thấy nesting area không? Cái chỗ này là cái chỗ là làm tổ của các bạn nè. Đó, cả nhà mình thấy có những cái ống á, để mình cho cả nhà coi. À, ví dụ như để mình zoom lại nè, ví dụ như cái ống này nè, nó nằm giữa màn hình đó, cả nhà thấy cái ống không, phần nửa đó, cái ống đó đó là cái chỗ mà con người mình làm để cho mấy bạn vô, mấy bạn sinh sản ở đây kia. Bên trong là rất là nhiều chim luôn, bạc cò luôn. Và mình không được vô trong. Ở đây rất là nhiều người thích ngắm chim thì họ đem ống nhòm ra ngắm đó. Và họ có máy chụp hình để họ chụp nữa. Good afternoon. Okay. Over there? Yeah. Okay. So just to the left of that tarp, a little bit nearer. Yeah, I see. It's almost the color of the sand. So yeah. It's very nice. Rare. Yep, it's very rare. You come here very often? Yeah. Okay. It's a wonderful place to come. If you can come about once a quarter, it's a really great way to see the changes of the seasons. Oh, perfect. Thank you, sir. So the springtime is the best time to see them nesting and laying eggs? It depends on what you want to see, yeah. I mean, the nesting out here of the is April and May. Mm-hmm. And then there'll be nesting of like the great blue herons up in the trees up there. That'll be May, yes, more or less. Okay. Other birds, yeah, I mean, that's the best time to see that type of behavior. But the... so March through June, mm-hmm, and then starting like late September, mm-hmm, through the winter is when we get all the ducks and things like that to come in, because they're migrating through. So the migrants come through geese, the brants, the geese out here, the brants. Yes. Will be here most of the winter. Okay. There may be several thousand by the time they all get here. Okay. Oh, very useful information. Thank you so much, sir. Enjoy. Yep. It's too close to you here. Oh, yeah, I see. Yep. Chú này tới đây rất là thường xuyên và chú nói thường tháng 3 cho đến tháng 6 là cái lúc mà mấy bạn về đây cặp bồ và sinh sản rất là nhiều đó các bạn ha. Nè, ví dụ như cái vụ tìm cặp bồ của mấy bạn. Dịch với bồ nông rồi này kia nữa các bạn, mình zoom lại ha. À, cả nhà thấy không? Chỗ này đẹp, chỗ mấy bé chim. Mấy bé chim nhỏ. Cái cô này nói có một con heron ba màu ở đây, rất là tuyệt vời. Cái này thật sự nếu mà muốn ngắm mình phải hiểu các loài chim và mình có ống giờ mà mình ngồi mình quan sát. Và đây là một cái người amateur không biết gì hết, gặp chim nào cũng chụp.
đó là mẹ mình. Ủa ba ba ở ngoài có ba chạy vô sân. Mấy cái chim này cũng lạ nè các bạn đó. Mấy chim nhỏ đó. Ở đây mình thấy nãy giờ là không dưới 10 loại nha các bạn nè. Cái mỏ mấy bé này nó dài như cái chân của nó nè, cả nhà thấy không? Có hay ha. Nhiều lắm, chăm chép và vẹm rồi kìa. Đó, cả nhà thấy cái đó là hào á cả nhà. Hào nó bám lên cái hàng rào đó. Cả nhà thấy không? Đó, hào á. Cái đó là hào bám lên hàng rào đó. Cả nhà thấy chưa? Quá trời hào luôn. Mình ra cái đảo đó mình quay cho cả nhà mình xem nha. Rồi, đi bộ ra đây. Đây là một cái khu rất là tuyệt vời để ngắm các bạn nè. Giống như là một cái bán đảo. Nó nhô ra ngoài thì mình có thể ngắm một cái chim ở đây. Cái thú ngắm chim cũng là một trong những cái mà ở bên đây người Mỹ họ rất là thích nha các bạn. Có nhiều người họ dành cả ngày họ đi phục kích mấy con chim để họ ngắm tụi đó, rất là vui quá. Mình thì mình chưa thấy cái sự thú vị đó, nhưng mà rất là nhiều người họ thấy thích cái sự đó lắm đó. Các bạn như là cái bác đó đó là tới đây rất là thường xuyên và bác để ý từng chút luôn nè. Cả nhà thấy không, cái chim này nó bắt được cá đuối nè. À, bé bồ nông này thì ở trong đó miệng đầy cá luôn nè. Nè nè, bé này thì nó bắt được cá con nè. À, cả nhà thấy không? À, bé này thì nó bắt được con tôm hùm hết ta. Cái này nhìn cái vỏ sò hả? À, con vẹm xanh. Bé này thì nó bắt con cua đó, nó gắt con cua xong nó tung lên cái nó quăng vô miệng đó. Các bạn thấy không? Đó, chim, các loại mỏ chim. Ba mỏ nè. Đó, bé này cũng bắt được cua tiếp nè. Đó, cả nhà thấy không? Hay quá à. Rồi đây là những cái giàn dầu mà vẫn còn khai thác dầu. À không, cái này là con người làm để tạo cho nó một cái môi trường sống đó. Nhưng mà nếu mà các bạn nhìn xa xa vẫn có những cái giàn dầu nó đang hoạt động. Ngay chỗ này là mấy bé vịt ha cả nhà ha. Các bạn nó ở từng cụm từng quần thể các bạn ha. Đó, màu trắng trắng là mấy bé hải âu. Ngoài xa xa nữa là mấy bé gì mình không biết. Okay. Nhưng mà mấy bé đó đó các bạn, nó lặn hay lắm đó nha. Mình thấy nó lặn, nó lụm mấy cái cây về á, nó lặn xong nó lụm xong cái nó đi trên nước, cái nó bay, nó lấy đà nó bay, cái nó bay lên cây. Nó lấy cái khúc cây mà nó lụm dưới nước á. Nó thích lụm cây dưới nước chứ nó không có lụm ở trên bờ nha các bạn, đi làm tổ. Rồi cả nhà ơi, như vậy là mình đã quay xong cái chỗ reserve chim này rồi. Nếu mà có gì hay thì mình sẽ quay thêm. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ kết thúc để mình dành cái thời gian cho riêng bản thân mình để mình thưởng thức những cái thú vị.
vị ở bên chỗ này. Nếu cả nhà thích thì nhớ like, share, comment, đặc biệt đừng quên đăng ký hay gọi là subscribe kênh YouTube của mình, và có thể coi những cái video khác của mình nha. Còn bây giờ chào các bạn, hẹn các bạn ở những video sau nha.